Tổng thống Trump yêu cầu Bộ Tư pháp Mỹ điều tra con trai ông Biden. Tổng thống Trump vừa kêu gọi Bộ trưởng Tư pháp Mỹ mở cuộc điều tra về con trai ông Biden, cũng như những cáo buộc tham nhũng đối với gia đình cựu phó tổng thống và công bố thông tin trước ngày bầu cử. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn với hãng Fox News vào hôm 20 tháng 10 rằng chúng ta cần Bộ trưởng Tư pháp hành động. Ông ấy phải hành động thật nhanh. Đây là một vụ tham nhũng nghiêm trọng và phải được đưa ra ánh sáng trước cuộc bầu cử. Vào tuần trước, hãng tin New York Post đã đăng tải bài điều tra cáo buộc Hunter Biden đã giới thiệu cha mình là Joe Biden, khi đó đang giữ chức phó tổng thống Mỹ với một giám đốc điều hành công ty khí đốt Burisma Holdings của Ukraine đang bị giám sát vào thời điểm đó. Bài điều tra dựa trên các email được tìm thấy từ một laptop tại cửa hàng sửa chữa ở Delaware, cũng cho thấy có thể có mối liên hệ với hoạt động tình báo của Nga. Trong cuộc vận động tại thành phố Macon thuộc tiểu bang Georgia vào hôm 16 tháng 10, ông Trump cũng cáo buộc ông Biden là một chính trị gia tham nhũng, đồng thời gọi gia đình cựu phó tổng thống Mỹ là đế chế tội phạm. Được biết, FBI cũng đang điều tra thông tin liên quan tới bài điều tra của New York Post. Các chuyên gia cho biết sẽ cần thêm thời gian để các nhà chức trách xác minh tính xác thực của các email.